và khi mình sử dụng thì mình vẫn thấy mình hoạt động bình thường. Trước kia thì mình chưa vào đời rugby thì mình cũng ngủ lười đến sáng lắm, buổi tối mình cũng đi ngủ sớm. Từ khi mình vào thực tế như tối hôm qua chẳng hạn, chia sẻ câu chuyện với cả nhà mình, tại mình đang chuẩn bị làm livestream tối nay mình cũng thấy lo lắng quá. Tối qua mình thức đến 1 giờ mình vẫn nghiên cứu về sản phẩm, và sáng nay 3 giờ sáng mình đã dậy để bật đèn. Điện thoại mình tự làm lấy một mình đến lúc thấy nhắn tin mình đương quay quay lại dựng cảnh như kiểu mình dựng cảnh làm livestream ấy, thế là mình không phải trả lời Huyên. Nhưng hôm nào mình cũng thức rất là khuya, mình học về sản phẩm này, học cách mình bị cái cách ăn nói của mình không tự tin lắm, nên là mình rèn luyện cách nói của mình. Khi mình nói nhanh mình hay bị bất từ, nên mình cứ lo là làm livestream nếu như mình bị sơ suất gì đấy mình không được cơ hội sửa chữa như kiểu làm video, nên cũng tạo cho mình áp lực hơi lớn. Nên là đợt này mình thức hơi nhiều nhưng mình vẫn thấy mình khỏe khoắn lắm, không thấy có vấn đề gì cả.